Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một video nhật ký làm phần mềm web app cho một khách hàng phần 3. Mình là Nhật, chuyên lập trình web app cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Khách hàng yêu cầu như thế này các bạn. Sau khi mình click chọn tháng 5 thì các bạn có thấy số 6 đây không ạ? Click vào thì khách hàng yêu cầu số 6 ở đây phải đổi sang màu đỏ các bạn. Làm sao để nổi bật lên? Có nghĩa họ biết được tháng 6 là tháng đang chọn. Tiếp theo các bạn, ví dụ như mình chuyển sang tháng 8 thì khi khách hàng họ click vô các bạn thì họ yêu cầu tháng 8 phải chuyển sang màu đỏ và tháng 6 là cái tháng hiện hành các bạn, cái đồng hồ đây các bạn, thì tháng 6 nó sẽ chuyển sang màu xanh đó. Thì như vậy họ nhìn nó rõ hơn thay vì nhìn nó giống nhau như thế này. Sau một hồi lập trình web app thì kết quả như thế này các bạn, đây các bạn có thấy không ạ? Thì tháng 8 là cái tháng mà khách đang chọn này các bạn thấy không đó, mình chọn vô này thì số 8 phải đỏ lên và số 6 là tháng hiện hành, hôm nay là tháng 6 năm 2023 thì nó phải màu xanh. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình như thế nào để nó có kết quả như thế này. Bây giờ mình sẽ mở cái file code các bạn. Việc đầu tiên, bây giờ chúng ta hãy tìm cái đoạn lệnh để nó xuất hiện cái hộp thoại chọn tháng này. Đây là những cái dòng code web app các bạn. Mình sẽ tìm nghe. Rồi mình đã thấy rồi các bạn. Đây. Đây là cái hộp thoại các bạn này. Đây. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi và đây là cái đoạn lệnh để nó xuất hiện 12 cái nút lệnh các bạn. Từ số 1 cho đến số 12. Đó các bạn không biết lập trình. Nhưng mà khi nhìn vô các bạn có thể đoán được đúng không ạ? For y bằng 1 cho đến 12. Đây là cái hàm for trong JavaScript. Các bạn đã có nhu cầu học JavaScript cơ bản từ A đến Z có thể vô tham khảo kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ giải thích cái biến HTML link. Biến này là một cái đoạn HTML dùng để xuất hiện cái nút này các bạn. Đây là một nút lệnh các bạn này, 1 2 3. Đó. Là cái biến này nó làm nhiệm vụ đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhớ lại cái yêu cầu, khách hàng họ yêu cầu nếu như mà ở đây chọn tháng 8 các bạn thì chọn lên thì nó sẽ đỏ cái tháng 8 là lên và cái tháng hiện hành nó phải màu xanh lên. Như vậy chúng ta cần phải lấy được giá trị của số 8 đây các bạn. Đây các bạn có thấy trên này không? Tháng bằng cho 08 này. Nó sẽ đưa cái này ra biến các bạn. Và đưa cái tháng hiện hành là tháng 6, ví dụ hôm nay là 20 tháng 6 các bạn này thì nó sẽ đưa tháng 6 nó vô biến. Rồi bây giờ mình sẽ khai báo hai cái biến các bạn nghe. Đây các bạn. Và tháng chọn bằng cho và tháng hiện hành bằng cho. Trước tiên mình để số 0 vô cho nó không bị lỗi các bạn nghe. Tí nữa mình sẽ thay thế lại giá trị. Thì để lấy được cái giá trị URL tháng thì chúng ta sử dụng cái hàm này các bạn. Đây mình sẽ copy cái hàm đó vô. Bắt rồi. URL get value para các bạn. Sau đó mình sẽ mở ngoặc, bởi vì đây là cái hàm mà. Mở ngoặc này, hai nháy này, tháng này. Đó thì cái tháng này các bạn phải gõ giống với cái ở trên này các bạn. Là được, nó sẽ lấy được giá trị xuống. Tiếp theo cái tháng hiện hành các bạn thì chúng ta hãy truy cập vào trong web if.vn các bạn. Rồi chúng ta chuyển đến một JavaScript. Rồi chúng ta chuyển đến một hàm xử lý cài giờ JavaScript. Rồi đây các bạn, mình sẽ copy toàn bộ cái này sang nghe. Cái chuột phải copy, bỏ vô đây. Rồi dán ngày hiện hành. Rồi mình xóa những cái không cần thiết đi nghe, bởi vì cái này mình chỉ việc lái tháng thôi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này xuống dưới. Rồi dán vô bằng cho đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đưa cái này lên. Khi đưa lên các bạn chú ý cho mình bỏ cái alert đi, bởi vì cái alert là cái in ra. Bây giờ mình không cần in, mình đưa vô biến luôn, mình kết lên các bạn, dán vô. Rồi kiểm tra lại xem có lỗi hay không. Rồi ok, tháng chọn này, tháng hiện hành này. Rồi để cho chắc chắn thì chúng ta hãy alert nó ra xuất hiện để mình coi thử biến nó có lái được hay không các bạn. Rồi hai biến nghe, dán vô các bạn, mình đổi ra thành là tháng hiện hành đi, sao chép và dán các bạn. Rồi lưu tạm, sau đó mình qua đây mình chạy lại các bạn. Rồi các bạn thấy không, tháng chọn này là cái tháng ở trên các bạn này, nó bằng 08 các bạn thấy không? Như vậy đúng rồi. Ok, cái nữa nó sẽ ra tháng hiện hành. Rồi như vậy là được các bạn nghe, đã lái thành công. Rồi việc tiếp theo các bạn, chúng ta cần nghiên cứu đó là chúng ta hãy vô Google các bạn, gõ từ button này, backdrop các bạn, để mình xem thử những cái màu nền gọi là background color đó nó như thế nào. Thì mình cần sử dụng thứ nhất là màu đỏ các bạn, là danger. Tiếp theo là màu xanh lá cây các bạn, là suitcase đó. Và màu xanh da trời là primary. Rồi bây giờ chúng ta hãy copy ba cái mã màu này vô. Rồi copy vô các bạn, có chuột phải copy, mình bỏ sang đây. Rồi các bạn dán vô. Rồi nhưng chúng ta chú ý nghe, chúng ta chỉ lấy cái này thôi các bạn, Ctrl C copy ra này. Đó, để đó. Tiếp tục suitcase.
Ctrl C, Ctrl V copy ra. Và đen cơ. Ctrl C, Ctrl V các bạn. Rồi, sau đó mình xóa những cái này đi. Rồi, mình sẽ comment lại các bạn ơi, để cho nó không chạy những dòng lệnh này nó bị lỗi. Rồi, mình để đó. Rồi bây giờ mình phân tích tiếp theo các bạn này. Các bạn có thấy không? BTN Primary là bây giờ hiện tại nó màu xanh toàn bộ, các bạn có thấy không ạ? Thì bây giờ mục đích của mình sẽ đổi cái chỗ này đi. À, bởi vậy mình sẽ đưa cái biến vô các bạn, số 1. Rồi. Ok. Bên này số 0 các bạn thấy không? Vì số 0 mình đã thay thế rồi, bởi vậy mà mình thay thế số 1 tiếp theo. Rồi, bây giờ ở đây các bạn, mình sẽ khai báo một cái biến là va. Và các bạn, BGR background đó các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ đưa cái primary này vô, Ctrl C copy đi. Dán vô các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chưa thay thế, mình chạy thử các bạn xem như thế nào nghe. Rồi mình mở lên. Đó các bạn thấy không? Màu này nó không có. Thì các bạn biết nguyên nhân tại sao không ạ? Bởi vì cái chỗ này các bạn hiện tại nó còn trống, à, nó chưa thay thế được. Bởi vậy mà chúng ta hãy thay thế vô đây các bạn. Rồi chỗ này chúng ta chấm reply. Mở ngoặc đóng ngoặc các bạn. Rồi chúng ta thay thế số 1. Rồi phải. Chúng ta đưa biến BGR vô các bạn. Sau đó chúng ta lưu thử xem nó chạy được hay không rồi tính tiếp nạp lại. Rồi các bạn thấy chưa? Được rồi đúng không ạ? Mình sẽ quay lại đồng cốt. Bây giờ mình sẽ thay thế cái shortcut vô đây xem nó như thế nào nghe. Sao chép dán vô. Rồi để mình bỏ cái alert hồi nãy đi, để nó không xuất hiện nữa. Lưu. Rồi chạy các bạn. Đó các bạn thấy chuyển toàn màu xanh không? Thì tại sao mình lại làm vậy? Mình làm vậy để cho các bạn hiểu cái chỗ reply này. Rồi bây giờ tiếp theo mình mới dùng hầm néo ra các bạn. Bây giờ mặc định của nó sẽ là màu xanh da trời đúng không ạ? Thì mình để vô đây. Dán vô. Rồi. Bây giờ nếu như y mình bằng cho, thì trong JavaScript các bạn so sánh bằng sẽ là mình gõ hai dấu các bạn nghe. Mình sẽ trước tiên mình sẽ cho tháng chọn đi. Tháng chọn này. Đó. Đóng ngoặc lại. Thì mình BGR bằng cho. Nếu như tháng chọn thì khách hàng yêu cầu là màu đỏ thì mình sẽ copy cái từ đen g này vô. Đó, copy vô các bạn. Copy vô. Rồi, lưu. Rồi mình chạy thử xem như thế nào nghe. Đó các bạn thấy chưa? Đã được rồi, đúng không ạ? Nhưng ở đây chắc chắn hơn các bạn, bởi vì nó có một số trường hợp nó sẽ bị lỗi các bạn. Các bạn có thấy không? Ở đây là 08 đúng không? Nhưng mà các bạn nó có vấn đề này này. Khi so sánh các bạn 08 mà bằng cho 8 thì có một số trường hợp nó sẽ so sánh được các bạn, một số trường hợp so sánh nó bị lỗi. Bởi vậy để chắc chắn thì chúng ta hãy remove cái số 0 này đi nghe. Rồi thì để remove số 0 này bằng cách chúng ta hãy chỗ này các bạn, mình copy nghe, mình bỏ xuống bằng cho chấm reply chấm phải. Rồi số 0 các bạn. Rồi thế là xong, như vậy nó sẽ chắc chắn hơn. Tiếp theo các bạn, ngược lại nếu như thì chúng ta copy cái đoạn này cho nhanh. Copy xuống. Rồi Ctrl V. Dán vô. Tháng hiện hành. Rồi mình copy xuống. Dán vô. Rồi thì BGR nó sẽ bằng cho. Thì mình làm bằng toàn copy dán thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ cho nó màu xanh lá cây đúng không ạ? Rồi copy này vô. Rồi copy vô. Dán vô. Lưu tạm. Rồi bây giờ mình chạy thử ngay. Rồi các bạn thấy đã yêu cầu đã được xử lý rồi đúng không ạ? Đây là tháng chọn, còn đây là tháng hiện hành, nó sẽ tô màu xanh lá cây. Như vậy khi khách hàng mở chức năng này lên thì nó sẽ rõ ràng hơn lúc trước chỉ có một màu duy nhất. Họ nhìn vô màu đỏ có nghĩa là tháng 8 đang chọn, còn tháng 6 là tháng hiện hành. Xin cảm ơn, mình là Nhật, chuyên lập trình web app cho doanh nghiệp trên toàn quốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn. Nếu các bạn cần hỏi, có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.